Rồi, bây giờ vào Tab Manager Plus for Chrome nè. Sau khi cài rồi thì nó sẽ hiện ra ở đây. Thường nó bị ẩn nhá, trong này nè. Bây giờ vào cái phần bị ẩn đó, cho nó hiện ra nha. 96 tab này thấy không? Thấy nó lộn xộn không? Rồi, bây giờ dưới này gõ tìm kiếm nè. Ví dụ YouTube đi. Thấy không? Thấy nó bị lộn xộn đúng không? Nhấn chuột trái kéo giữ đây nè, nhấn vô kéo đi vô đây nè đó, nó sẽ lên cái phần đầu tiên nè, để ý nè thấy không đó, bỏ mấy cái nhóm top này đi, cái này dùng nhóm top quá, làm phải làm từ đầu luôn chứ anh group. Xong rồi đó, bây giờ tiếp nè. YouTube rồi bây giờ vào Facebook. Facebook thì chỉ có vài vài cái thôi. Nếu mà muốn á, bỏ cái lựa chọn Facebook á, giờ tắt ra nha. Rồi. Bỏ mấy cái không liên quan Facebook á. Ví dụ như cái này nè, muốn Meta thì để nguyên nè. Bấm chuột phải nha, để cái chuột phải nè, nhấn vô thấy không đó, cho nó lên đây theo thứ tự không. Rồi tiếp tục, ví dụ ép xe cho nó vô đây hết nè, cho nó kế Facebook nha, kéo thả lên đây đó, đóng ép xe luôn. Rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ nè. Nhóm tab này vô với nhau đúng không? Được chưa ta? Đây nè. À, để nhóm tab mà ngang đi, đi dọc ha. À, ngang thì hơi khó xài. Bây giờ Ctrl Shift 7 trong S để qua tab dọc. Rồi bây giờ nè, bây giờ nè, để ý cái bàn phím này. Nhấn nút shift à không, chuột trái vào đâu đó vào tab trước, rồi ăn xuống đây nè tìm, rồi nhấn nút shift, nhấn giữ nút shift nè đó, rồi thay vì kéo thả vô đây nè thì chuột phải add tab to group, ở đây có path 2 nè. Thì cái tên tab trong này nha, cái tab đầu tiên sẽ là cái tên của nhóm group. Cái này đổi tên được không ta? À, đổi tên được nè, YouTube chẳng hạn. Giờ thử một cái tab nào đó, add tab vô đây, đây thấy không, YouTube nè. À, đổi màu lại, đổi màu cái YouTube là màu đỏ. Rồi giờ tới Facebook, kéo thả vô đây đó. Cái tab đầu tiên là Page Not Found, thì hai cái tab dưới này nè, nhớ dùng nút shift nha, phải tab to group đây thấy không, Page Not Found là Facebook nè thấy không. Rồi tiếp tục mình tìm những cái tab đó, nó cùng liên hệ với nhau nè, đây ha. Rồi bây giờ mình lưu ý các bạn nè, ví dụ xóa mấy cái nào không cần thiết nha, ví dụ BKAV nè, BKAV mình tìm cái này nè, mình có cãi lộn với một người nào đó về BKAV. Thì bây giờ những cái tab nào mình đã tìm thông tin nó xong rồi thì mình nhấn chuột phải những cái tab đó mà không cần thiết thì vào, ví dụ Google này chẳng hạn nè đó. Đó, xóa xóa cái này nè, thấy không, cái thùng ghét
À, bây giờ nhóm tab lên luôn. Ví dụ nhóm tất cả các tab ấy mà không cần thiết là vào một cái đó. Đưa nè. Thì cái tên tab sẽ, tên nhóm tab này sẽ thể nhớ SD này. Rồi tìm những cái tab nào mình nhóm lại với nhau nè. Tới đây những chữ nút shift thêm tab vào nhóm chọn SD. Chọn cái này nãy mình đã nhóm nó lại với nhau rồi. Đặt tên như app chủ FC là hàng IT thì mình bỏ vô chung một nhóm nè, thay vì kéo thả rất là nhiều tab thì nó sẽ bị lạc lỗi hàng cái cửa sổ mới tab tab rồi nè. Ok. 18 chứ nhiêu. Kết thúc nha. Bye.